Đó thì bây giờ chiều tối rồi các bạn, 6 giờ rồi, đúng 6 giờ luôn á. Nên bây giờ nhà mình thì buổi chiều thì nó yên bình vậy, nó lặng lẽ các bạn. Thì có chỉ có cái lo truyền thanh ở sớm là nó đọc chuyện hoặc là tin tức hoặc thời sự rồi đó. Đó thì đó, mình quay một vòng toàn cảnh ở nhà mình nó bình thường vậy đó. Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ. Thì các bạn hồi đó giờ cũng ít cái kênh mình có ít khi nào mà quay được cái giờ này. Tại giờ này là ở công ty rồi. Nên hồi tới giờ mình nghỉ được 1 tháng các bạn. Nghỉ được 1 tháng thì mình làm cây giống xong rồi, hết 500 cây. Đó thì bây giờ mình ngày mai mình quản rồi bắt đầu cái mình đi làm kiếm thêm. Thì làm cái cây xong thì ở đây thì gấu xám ở ngoài, dàn kem ở ngoài, tại dàn kem không phải ở trong đó, dàn kem được cái nằm ở cái miếng đó ngon rồi, tiêu rồi, đã rồi. Còn gấu xám là cái hàng rào cỡ nào cũng leo qua được hết á. Đó thì mẹ mật tối nay cho ở ngoài đây luôn. Thì nói chung những có những cái tấm này cứ nằm thoải mái không sao hết, trong kia thì giải, còn mình thích vô đây vô. Thì sân bãi ok rồi, thì làm xong cái khung á thì mình để ở đây 2 khung nè, mùng mền tụi nó hơi ráo, ướt ướt là mình đem ra mình giặt, rồi mình ngâm mình giặt cái mình máng lên đây là nó ráo. Còn nước thì ngoài đen xô, ngoài đen xô, mỗi chuồng mỗi xô. Thì buổi chiều rồi ở đây cũng lỗ lỗ nữa nè đó. Ôi ôi, cái tay của mấy đứa này nó mạnh thì chứ nó đào bới hết, nó ráo cái sân luôn à. Cái sân ở trong kia là cũng lỗ bự bự luôn á. Còn lúc kia thì ở đây. Còn bây giờ mình ra làm sao. Mình ra làm sao, mình vô chuồng chó làm sao, mình quay cho bạn xem đàn chó buổi chiều ở nhà mình. Ở trước coi nhà coi cửa nha, có khách báo cha nha. Cho mấy đứa này hôm nay bây giờ thôi mình cho mấy đứa này một miếng luôn. Cho miếng ăn này cho nó có sức khỏe. Rồi cho tôi nấu miếng, tại vì chiều cũng cho thức ăn viên rồi các bạn, mà thức ăn viên sợi không đủ đạm á. Rồi đây. Đây. Cái tay khều khều tôi về. Thằng này. Hà đó, mặt sức ăn. Rồi trên đây cái này nó bự nè. Ăn đồ chơi. Ăn chơi mà. Cái này là ăn chơi nha các bạn. Cái này cô Phương tặng. Cái này dạng như bánh có sữa hay vậy nè. Có miêu miêu, thấy chữ meo meo với chữ bon vậy nè. Miêu là mình nghĩ là sữa, còn mà cái chữ kia mình không biết. Tiếng Anh mình làm như là học xong rồi già gì. Mấy chục năm rồi giờ chữ trả cho thầy gần hết rồi các bạn. Thì giờ ra làm sao, ăn chơi đi, đứng đó làm gì, kết hợp. Thì giờ đó, còn thức ăn đây còn có miếng. Ăn ròm chuyên gia leo leo trèo cao đó. Thì bây giờ mình cho tụi nó ăn thêm chút đỉnh cho vui.
Nó bây giờ cái nhà mình mở đèn sáng trưng rồi đó. À, tối rồi các bạn, trong nhà tối rồi, 6 giờ 10 rồi nè. Đó thì các bạn hồi đó giờ ít cái nào mà có cái clip mà quay ban đêm. Đó thì bây giờ còn sáng quay chứ ban đêm quay là không được các bạn, nó bị vi phạm. Từ từ, nó không gì. Làm gì mà đứng, làm gì mà không có cho tôi đi luôn. Làm gì vậy? Ừ, qua đây, qua đây, qua đây. Nè các bạn, có cái sân nè. Ừ, phái ăn rồi, rồi. Mới thả xuống không còn duyên. Nó thả xuống không còn duyên lại các bạn. Được không? Tốc hành luôn á. Đi xa thật xa. Né để cho để cái máy vô quay phim cho người ta coi, coi cái người ta thấy tôi tụi con tội nghiệp quá, mấy cô mấy gì cho tụi con thức ăn thêm. Rồi, dần dần. Thank you.
Chén hả đây. Ừ.